Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội thăm chúc Tết tặng quà tại Lào Cai. Tỉnh Lào Cai gặp mặt đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Xóa mù chữ, cơ hội để người dân vùng cao phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết mà quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Bát Sát. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và một số sở ngành của tỉnh. Tại huyện Bát Sát, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thăm hỏi tình hình đời sống, động viên những người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương. Đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bộ trưởng mong muốn các gia đình nêu cao tinh thần chủ động, tích cực lao động sản xuất để từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí đã trao 120 suất quà cho các hộ nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Trịnh Tường, Cốc Mì, Nậm Trạc. Cũng tại chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Sát và ủy quyền cho tỉnh Lào Cai trao tặng 30 suất quà cho gia đình người có công trên địa bàn các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai. Đoàn công tác do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm tặng quà các tập thể cá nhân trên địa bàn huyện Bát Sát. Đoàn công tác đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bát Sát, đồn biên phòng Trịnh Tường. Tại đây, sau khi nghe các đơn vị thông tin nhanh về công tác chuẩn bị trực Tết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã động viên và mong muốn cán bộ chiến sĩ tại hai đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết và yêu cầu lãnh đạo đơn vị quan tâm đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trực Tết. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Thanh, thương binh 34%, xã Trịnh Tường, cháu Cấn Trần Mai Trinh, trẻ khuyết tật thôn phố mới 1, xã Trịnh Tường. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành cũng vừa đến thăm chúc Tết, tặng quà một số tập thể cá nhân, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Sapa. Đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền xã Mường Hoa và phường Cầu Mây. Bà Tần Thị Máy, sinh năm 1950, thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, người cao tuổi neo đơn. Gia đình ông Dì Văn Diếu, sinh năm 1954, xã Tả Văn, thương binh 45%. Bà Má Thị Nhứ, sinh năm 1931, tổ 3, phường Cầu Mây, người cao tuổi. Ông Trần Doãn Thắng, sinh năm 1952, tổ 6, phường Sapa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bà Phạm Thị Gần, sinh năm 1936, phường Hàm Rồng, mẹ liệt sĩ Nguyễn Viết Trịnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải đã biểu dương những thành tích trong phát triển kinh tế xã hội các địa phương đã đạt được trong năm 2020. Yêu cầu lãnh đạo các xã quan tâm, chăm lo Tết cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Thưa quý vị và các bạn, người làm báo, văn nghệ sĩ, các nghệ nhân cần tiếp tục có sự đổi mới. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021 và trao giải Búa Liềm Vàng tỉnh Lào Cai lần thứ 5 năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh, năm 2020 vẫn được xác định là năm thành công toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đóng góp trong những thành công chung ấy, vai trò của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân là rất rõ nét.
Giai đoạn tới, để phù hợp với xu thế phát triển, vận động của xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ và các nghệ nhân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, có nhiều tác phẩm báo chí, sản phẩm nghệ thuật có chất lượng. Chúng ta đạt được nhiều kết quả, rất tự hào, nhưng chúng ta cũng không tự mãn với chính chúng ta. Chúng ta còn khó khăn, chúng ta cần vươn lên. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có khát vọng. Và cái khát vọng này cần thiết phải liên tục và mãi mãi, kể cả lúc đấu tranh, kể cả lúc khó khăn, kể cả lúc thành công. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta phát triển. Tại buổi lễ, ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng tỉnh Lào Cai lần thứ 5 năm 2020 đã trao 2 giải A, 10 giải B, 10 giải C, các giải khuyến khích, giải tập thể, giải chuyên đề cho các đơn vị, tác giả, cá nhân tiêu biểu. Công bố quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy tích cực đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trong khối, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt trong năm qua, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối đã đổi mới phương pháp làm việc, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác năm 2020. Các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 15 và các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh. Trọng tâm là chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các chi Đảng bộ cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường yêu cầu Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cần bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đảng bộ khối, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối cơ quan, đặc biệt là nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đảng bộ cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai đến các chi đảng bộ trực thuộc, xây dựng đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chiều ngày 22 tháng 1, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội 13 của Đảng đã chính thức được khai trương. Trung tâm có đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, đảm bảo chất lượng đường truyền thông qua các phương tiện hiện đại để kết nối với các cổng thông tin. Qua đó đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác nghiệp của gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước, hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Cùng với đó, Trung tâm Báo chí đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện việc cung cấp thông tin cho hơn 60 phóng viên các nước đăng ký theo dõi đưa tin về Đại hội 13 của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 tiếp tục xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đây cũng là mục tiêu của đề án số 07 vừa được Tỉnh ủy Lào Cai ban hành. Mục tiêu cụ thể của đề án như sau: tuổi thọ trung bình 74 tuổi, tỷ lệ 45 giường bệnh, 15 bác sĩ, 3,5 dược sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế 98%, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trên 95%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1 đến 1,2%. Tổng nhu cầu về vốn cho đề án là 2.715,7 tỷ đồng. So với nhiệm kỳ 2015-2020, tổng nhu cầu về vốn giai đoạn này tăng lên 32,5%, trong đó tỷ lệ vốn ngân sách trong cơ cấu vốn tăng gần 2,8 lần. Thưa quý vị và các bạn, từ những chương trình dự án hỗ trợ người dân, nhất là người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, những năm gần đây, đời sống của bà con nhân dân đã ngày càng khởi sắc đi lên. Trước thềm Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều tâm tư, mong muốn gửi đến đại hội. Trong 64 hộ dân trong thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, hiện chỉ còn 4 hộ nghèo. Một cuộc sống mới tốt đẹp hiện hữu ở vùng đất,
từng gặp rất nhiều khó khăn này. Trong những năm gần đây thì đặc biệt là những cái chính sách hỗ trợ của 2086 của nhà nước đối với dân tộc Bố Y ở thôn chúng tôi là cũng đã được rất là hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là con em đi học thì được hỗ trợ tiền đi học, cũng là hỗ trợ sản xuất như là mua con giống. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về tình hình chuẩn bị cho đại hội. Có rất nhiều tâm tư, tình cảm muốn gửi trao tới đại hội với hy vọng sẽ có những bước phát triển mới cho cộng đồng dân tộc và cả đất nước trong nhiệm kỳ mới. Tôi mong tất cả các đại biểu đi dự đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí, những cán bộ có tầm cỡ, có tầm chiến lược để bầu vào ban chấp hành trung ương mới để mà lãnh đạo Việt Nam chúng ta đạt thành công như cái phần báo cáo dự thảo đã chuẩn bị. Đại hội 13 mà của Đảng thì sắp tới này diễn ra thì là cái cơ chế chính sách cho đối với người nghèo, đặc biệt là cái người dân tộc thiểu số như là người Tày chẳng hạn, thì cái này cũng rất là mong muốn mà cơ chế chính sách của Đảng nhà nước để cho mọi người dân được ấm no hạnh phúc. Với những tâm tư, tình cảm và mong muốn được gửi trao, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai mong muốn đóng góp tiếng nói của mình để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách trúng và đúng, tạo động lực cho sự phát triển đi lên của mỗi vùng quê, mỗi địa phương. Thông qua hoạt động ủy thác năm 2020, đã có trên 21.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng được vay vốn chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, đã có trên 8.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, với tổng số tiền khoảng 366 tỷ đồng. Gần 4.660 lượt hộ gia đình ở nông thôn được vay vốn để xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn quốc gia. Hàng ngàn lượt lao động được vay vốn để giải quyết việc làm. Gần 6.000 lượt hộ gia đình sinh sống tại các xã thuộc vùng khó khăn được vay trên 274 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng doanh số cho vay qua hệ thống ngân hàng chính sách tỉnh năm 2020 đã đạt trên 902 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Phát triển Đất tỉnh Lào Cai được thành lập ngày 27 tháng 1 năm 2011. Sau 10 năm thành lập, Quỹ đã tạo lập phát triển được hàng triệu mét vuông đất, tạo nguồn lực quan trọng vào việc tăng thu ngân sách, đưa Lào Cai từ một trong những địa phương gian khó nhất của cả nước trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của cả vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Từ một địa phương nghèo khó, đô thị tỉnh lỵ thiếu đồng bộ, vượt lên những lực cản đó, Lào Cai đã sáng tạo lồng ghép hài hòa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó có nguồn từ Quỹ Phát triển Đất để mở rộng đô thị về phía nam thành phố. Những không gian đô thị hiện đại ở miền Sơn Cước đã hiện hữu. Thì đối với các cái dự án mà sau khi được hình thành thì chúng tôi tạo ra các cái tiềm năng cho tỉnh. Thứ nhất là cái bộ mặt đô thị. Cái thứ hai là các cái dự án đầu tư xây dựng thì nó sẽ được đúng theo các cái quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thì hiệu quả mang lại là quỹ tạo ra quỹ đất, tạo ra cái sự kết nối giao thông, giao thương giữa các cái vùng miền. Giai đoạn từ năm 2014 đến nay, Quỹ Phát triển Đất hoạt động độc lập. Quỹ đã tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị của các chủ đầu tư theo quy chế quản lý quỹ để ứng vốn thực hiện dự án đầu tư theo phương án đã được phê duyệt. Ưu tiên giải ngân các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư, đầu tư hạ tầng để tạo quỹ đất. Hàng năm thì Quỹ Phát triển Đất phối hợp với lại phòng ngân sách, phòng đầu tư và phối hợp với phòng tài chính các huyện, thành phố. Căn cứ các cái dự án như thế thì chúng ta rà soát lại coi như tổng cái nguồn quỹ coi như của cái đất và liên quan đến vay quỹ đất để trừ đi các cái chi phí liên quan đến giải phóng mặt bằng, chi phí tái định cư, chi phí coi như là hỗ trợ tái định cư và các cái chi phí coi như đầu tư cơ sở tầng, sau đó trích nộp cái quỹ phát triển đất 3%. Tổng nguồn vốn của Quỹ Phát triển Đất đang quản lý hiện nay là trên 1.000 tỷ đồng. Công tác giải ngân ứng vốn cho các dự án đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Tổng nguồn vốn quỹ đã giải ngân từ năm 2011 đến nay đạt trên 1.500 tỷ đồng, qua đó góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của Lào Cai. Trong cái giai đoạn ngắn hạn này, với cái điều kiện còn nhiều khó khăn, mà khai thác được nhiều cái quỹ đất, tạo cái nguồn lực
đầu tư ở trên địa bàn, đặc biệt là ở địa bàn các huyện và thành phố. Có những huyện và thành phố trước đây cái quỹ đất ở khu vực trung tâm chỉ khai thác được một vài tỷ một năm, thì đến nay sau 10 năm hoạt động ra đời thì đã khai thác được hàng trăm tỷ một năm. Và cái quan trọng nhất, ngoài cái việc khai thác trực tiếp nguồn lực từ quỹ đất, thì đã tạo ra bộ mặt đô thị, nông thôn và cái năng động, cái sự chủ động của đội ngũ cán bộ thực hiện cái nhiệm vụ phát triển khai thác nguồn lực trên địa bàn tỉnh. Với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và khả năng vượt khó, những dấu ấn giá trị mà Quỹ Phát triển Đất tỉnh Lào Cai đã tạo ra sau 10 năm thành lập cho chúng ta niềm tin vào một chặng đường tăng tốc phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của nguồn quỹ quan trọng này trong tương lai. Dự kiến lễ hội Say Sán năm 2021 huyện Bắc Hà sẽ được tổ chức tại xã Thải Giàng Phố. Thời gian diễn ra lễ hội trong 3 ngày, từ ngày 15 tháng 2 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 Tết Tân Sửu tại thôn Ngài Ma, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà. Lễ hội sẽ được tổ chức trang trọng về nghi lễ, đa dạng và phong phú về phần hội, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng thế mạnh về bản sắc văn hóa của các địa phương, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, học sinh Lào Cai được nghỉ 15 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể, lịch nghỉ bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2021, tức từ ngày 27 tháng 12 âm lịch đến hết ngày 9 tháng 1 âm lịch. Như vậy, tính cả ngày nghỉ Chủ nhật, thì học sinh mầm non phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tổng số 15 ngày, còn khoảng 3 tuần nữa đến Tết Nguyên đán. Hiện các nhà trường vẫn đang tích cực triển khai hoạt động dạy học bình thường, làm tốt công tác duy trì sĩ số trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngành giáo dục cũng ban hành văn bản yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh nghỉ Tết đảm bảo an toàn. Cao nguyên trắng Bắc Hà những ngày đón xuân không chỉ được biết đến bởi màu trắng tinh khôi khắp núi rừng của hoa mơ, hoa mận, mà du khách đến đây không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của hoa anh đào nở đỏ rực trên các tuyến phố bờ hồ trung tâm thị trấn. Vẻ đẹp của loài hoa này đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách đến với Bắc Hà. Dãy hoa anh đào trồng dọc bờ hồ Naco này được Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng cho huyện Bắc Hà. Thời điểm này là lúc hoa nở đẹp nhất. Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lượng khách du lịch đến với Bắc Hà có ít hơn. Nhưng ai có dịp đến với địa phương đúng lúc hoa anh đào khoe sắc là một cơ hội hiếm có. Đặt chân tới Bắc Hà vì có một vườn hoa anh đào rất là tuyệt vời, rất là khác biệt so với cái hoa đào của mình ở dưới Yên Bái. Với khí hậu quanh năm mát mẻ và dễ chịu, Bắc Hà là nơi rất thích hợp để trồng hoa anh đào. Những cây anh đào được người dân và doanh nghiệp nhân giống đều phát triển tốt và ra hoa năm sau sai hơn năm trước. Đây là điểm nhấn để Bắc Hà thu hút nhiều du khách hơn trong những năm tới. Các loại hoa thì trồng nhiều vào một khu vực nó sẽ đẹp hơn là chúng ta trồng lác đác từng cây. Nên là tôi cũng rất mong muốn là những cái cây anh đào này sẽ được nhân ra nhiều hơn nữa. Cùng với vẻ đẹp thơ mộng của những vườn mận tam hoa, các di tích lịch sử, địa danh du lịch nổi tiếng trên vùng đất cao nguyên trắng. Giờ đây, hoa anh đào Nhật Bản đã tạo thêm một sản phẩm du lịch độc đáo dành cho du khách khi tới thăm, trải nghiệm và khám phá vùng đất Bắc Hà. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 22 ngày 23 tháng 1 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 16 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại,
nhiệt độ từ 7 đến 15 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thưa quý vị và các bạn, công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đã được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Mục 25 là một hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu công tác này tại thị xã Sapa. EA đánh vần từng con chữ như con trẻ có thể khiến những người đã có tuổi ngại ngùng. Thế nhưng không biết chữ thì mọi công việc liên quan đến giấy tờ càng khiến họ gặp nhiều trở ngại. Cởi bỏ tâm lý mặc cảm, mỗi lớp xóa mù được mở ra ở xã Mường Hoa có tới vài chục người dân theo học. Bởi là lúc mình nhỏ thì mình không biết là học thì quan trọng với mình nên mình cứ ham chơi không đi học. Nên bây giờ mình muốn biết đọc, biết viết thì các thầy các cô lại mở cái lớp trường mà cho bọn em để mù chữ ấy. Thì lại ra đại học để biết chữ, để biết đọc, biết viết. Đến nay xã Mường Hoa không còn người mù chữ và việc tham gia các lớp học xóa mù chữ đã phát huy hiệu quả một cách rõ rệt. Những học viên tốt nghiệp lớp này đã tự tin hơn trong giao tiếp, đặc biệt là đã thực hiện dễ dàng các giao dịch, thủ tục hành chính khi có nhu cầu, cũng như tìm các hướng phát triển kinh tế mới. Hiện nay đối với lại các cái học viên là học là phục vụ để cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng, là cần phải có cái chữ, cho nên là bà con rất là thuận lợi trong cái việc mà tham gia học cái lớp xóa mù chữ này. Hết năm 2019, Sapa đã thực hiện vượt kế hoạch xóa mù khi có 94,3% số người độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ mức độ 2. Đến năm 2020, 16 trên 16 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2, tăng 6 xã so với năm 2016. Đối với cái việc là hướng dẫn học sinh là con em của những người mà tham gia các lớp xóa mù chữ để về mà có thể nói là bổ trợ thêm kiến thức cho cha mẹ hoặc anh chị tham gia các lớp này, và kết quả thì cũng đến hiện nay thì chúng tôi đánh giá là cái chất lượng của các cái lớp xóa mù chữ của Sapa thì tương đối là tốt. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đã đạt 96,38%. Mục tiêu vẫn là duy trì kết quả này trong 5 năm tới. Đối với mỗi cá nhân, từ biết đọc, biết viết sẽ là điều kiện để bà con nâng cao nhận thức, hiểu biết xã hội, tự lực để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Chuyển sang một số tin tức khác, giá lợn hơi ngày 22 tháng 1 tiếp tục tăng nhẹ tại một số địa phương trên cả nước. Có địa phương giá lợn hơi đã chạm ngưỡng 87.000 đồng một cân. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động khoảng 84 đến 87.000 đồng một kg. Tại miền Trung, miền Nam đang dao động trong khoảng từ 75 đến 81.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Lào Cai, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 80 đến 81.000 đồng một kg. Thời điểm này, việc vận chuyển mua bán lợn hơi trên địa bàn cả nước đang tăng cao để phục vụ nhu cầu chế biến cho Tết Nguyên đán, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính vì vậy, các địa phương phải siết chặt công tác quản lý, tuyên truyền để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan, bảo toàn đàn vật nuôi. Về quy hoạch và xây dựng điểm giết mổ gia súc tập trung, khép kín được huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện tại xã Gia Phú đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Khu giết mổ gia súc tập trung xã Gia Phú đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2021, nằm cách xa khu dân cư với diện tích 3.000 m2, trong đó 500 m2 hệ thống giết mổ tập trung, 2.000 m2 bể xử lý nước thải, bioga. Tổng kinh phí xây dựng trên 700 triệu đồng do Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Phú đảm nhận. Trung bình mỗi ngày tại cơ sở này đã giết mổ chế biến từ 50 đến 100 con lợn. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, 100% số hộ kinh doanh đã tập trung gia súc tại đây để giết mổ gia súc tập trung. Không còn hộ gia đình giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Phần còn lại của chương trình trong một khoảnh khắc Lào Cai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghề dệt vải của người Tây. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 22 ngày 23 tháng 1 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ 16 đến 25 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 19 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ 15 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ 15 đến 21 độ.